Sau bao nhiêu năm gặp lại, cũng không giấu gì mấy chú. Bây giờ lãnh thổ của tôi cũng đã được bành trướng. Tôi chiếm luôn cái xóm củi, gom xóm củi với xóm lửa lại thành một, thành xóm củi lửa. Không biết anh Chính giờ này làm ăn sao? Bây giờ tôi quản biên hòa ở Đồng Nai, làm kinh tế. Thời đâu mà đâm thuê dám mướn nữa. À, còn anh Mười thì sao? À, tôi giờ nắm băng Cali. Cali. Nó là thuộc tỉnh thành nào của đất nước Việt Nam chúng ta nhỉ? Cali là bên Mỹ anh. Ok, sorry, I don't know about that. Bây giờ tôi hỏi bà có trả hay không thôi. Bà không trả tôi phá quán bà lên không? Trời ơi, chú tính lộn rồi chú ơi, chú tính lại đi. Bà nói sao vậy? Bà thịt heo không có đi học, tụi tôi là giang hồ văn hóa có đi học, tính được hết. Thịt heo mà người ta tính rõ, không có mất đồng nào hết trơn á. Gì vậy? Tôi kỳ quá. Đại ca, ồn ào vậy? Bà không chịu trả tiền nhưng mà đại ca. Cái nhiều làm gì, dẹp quán đi. Một ngày 100 ngàn, tự nhiên lại đòi 1 triệu, đâu tôi có tôi trả. Chuyện này như thế nào? Đếm tính đại ca nghe, bà mượn mình 10 triệu. Một tháng mình ăn lời 30% là bạc 30, đúng không? Là cái gì chi ra là một ngày mình phải lấy 1 triệu. Đại ca, mày đi hả? Thấy chưa? Xin lỗi người ta ngay. Xin lỗi. Xin lỗi đàng hoàng. Hãy xin lỗi. 10 triệu bạc 30, một ngày phải 1 triệu 3 chứ. Ê trời đất ơi, ê trời, sai rồi, sai rồi. Sai cái gì? Một ngày có 100 ngàn hà, chú tính lại đi. Dạ bà không hụt phải không? Ừ. Lấy máy tính ra tôi tính cho bà coi nè. Dạ em xin lỗi chị, tụi em phục rồi. Dạ mấy chú tiền góp nè, mỗi ngày tới lấy 100 thôi, tôi khổ lắm, lấy 1 triệu 3 ở đâu tôi có. Dạ. Tôi sợ giang hồ văn hóa quá. Dạ. Mai mốt đi đòi nợ, mang máy tính rồi giùm tao cái. Dạ em biết rồi đại ca. Rất biệt. Cảm ơn mấy chú. Em nhớ rõ ràng là 1 triệu 3 mà đại ca. Ba mới đi gặp đám bạn của ba. Bây giờ tụi nó làm ăn phát triển hơn ba rất nhiều. Nó không đi theo con đường cũ của giang hồ mình nữa. Ngày mai ba muốn mày vô trường. Đúng rồi đại ca, ý của lão đại hợp lý á. Vô đây, vô đây. Giang hồ không có sợ gì hết. Chén đồ máu me đồ ngon lành luôn. Vô mày. Dạ chào anh ạ. Em đến đăng ký làm giang hồ ạ. Biết làm toán cộng không? Dạ biết ạ. Nhận đi tụi bay. Làm hồ sơ cho nó. Chúc mừng, chúc mừng. À, từ đây về sau á, trong trường đứa nào ăn hiếp mày cứ nói tao. Lớp A1 4 giang hồ. Lớp A2 2 thằng chưa bị đuổi đang xin. Mày làm cái gì vậy? Mày điên hả? Ba kêu mày vô trường là để đi học chứ không phải để tuyển dụng giang hồ rồi cái gì đây? Giang hồ nữ mày cũng tuyển nữa hả? Trời ơi, ba nghĩ sao bây giờ ba kêu con đi học? Tính con là giống ba. Con là con thích cầm dao, cầm hàng chứ không phải là cầm bút. Bây giờ thử hỏi học lấy cái bằng đại học về làm được cái gì? Lấy bằng đại học về thì cũng bị thất nghiệp. Nhưng mà mày phải nghe lời ba. Biết đó là hình thức, nhưng mà có cái để nở mặt nở mày với lại bà con, với lại cô bác, với lại mấy anh em của ba nữa. Chú 9, chú 10 bây giờ toàn nắm Biên Hòa, Đồng Nai, nắm luôn California rồi. Thôi được rồi, miễn sao làm ba vui là được. Con sẽ ráng lấy cái bằng về cho ba trang trí. Đại ca cố lên. Đại ca học chưa? Đại ca cố lên. Đại ca giỏi không? Đại ca số 1. Đại ca là số 1. Cố lên đại ca. Cố lên đại ca. Cố lên. Em sẽ lo được cho đại ca. Đại ca cố lên. Đi vô trong này. Đại ca kìa. Đại ca. Em đã đi học trễ mà còn diễu võ dương ai với ai ở đây hả? Tôi nhận em vô trong này học là để đáp ứng cái nguyện vọng của ba em, là cho em tốt nghiệp cái cấp 3 này. Sao? Nói chuyện với tôi đừng có chỉ trò như vậy. Cái trường ông đang dạy á, trong khu vực quản lý của ba tôi. Tôi là giang hồ, ông biết không? Ông dám nắm lỗ tai tôi trước mặt đàn em của tôi hả? Là giờ em muốn chơi giang hồ đúng không? Thank you.
Đại ca, sao nhìn đại ca thảm vậy? Ai chơi đại ca nói em đi. Phải là không có dám chơi bả đâu, mà tại vì em nghĩ tới tương lai sâu xa thôi. Nghĩ cho anh cái chuyện học của anh ngon lành thôi, chứ không phải là em sợ đâu. Thiệt. Thôi dần dày, em dẫn anh đi cắt tóc cho nó đúng với nội quy của nhà trường, chứ không là bị đập nữa. Cắt ở đâu? Ở 30 size anh, chỗ đó là hớt tóc công nghệ mới, model nhất Sài Gòn luôn. Để em lên web đặt cho anh. 30 size đặt lịch anh Phương. Dạ em chào anh ạ. Cho anh lấy lịch của anh Phương. Dạ anh Phương là... Đây, Phương đại ca của anh. Dạ vậy anh có muốn sử dụng dịch vụ bên em luôn không ạ? Mới cắt rồi. Để lần sau đi, nhớ là lấy cái 7 bước combo thần thánh á, gói 100 ngàn á. Là sao? 7 bước combo thần thánh 100 ngàn là sao? Là vô đó nó có là gội đầu, massage mặt, rồi bắt đầu mình tạo kiểu tóc. Không, sướng lắm, từ A đến Z luôn. Để thử coi sao? Dạ. Dạ, vậy em mời anh vô trong ạ. Chào em. Đây, anh thấy sao? Được không? Được. Em nói cho anh biết đây chỉ là A thôi, còn Z còn đã hơn nữa. Nhiệt tình, thân thiện, chiều khách, kêu gì làm nấy. Phải rồi phải không? Để em giới thiệu cho. Quy! Ngon. Mày sẽ làm tới dép cho anh. Nhớ là chiều anh tôi á. Em ra ngoài đợi. Ngon à. Tiền đi. Mày đi cắt tóc hay đi đánh lộn vậy? À, dạ xin lỗi chị, tính tiền. Dạ bà mấy sao anh chào anh ạ. Dạ anh đánh giá chất lượng phục vụ giúp em ạ. Hài lòng đi. À, rất hài lòng. À, tất cả đều không có gì gọi là ghê gớm. À, dạ xong. Dạ nó sẽ công bố mình là 100 ngàn ạ. Có 100 ngàn thôi em. Dạ đúng ạ. Tính tiền. Nhiêu? Dạ 100 ngàn ạ. 100 ngàn làm thấy ghê. Dạ cảm ơn hai nè, chúc có chiều vui vẻ. Em chào hai nè. Mày làm gì vậy? À không có gì. Bình thường để tóc dài phong độ quen rồi. Cắt cái kiểu tóc này tao thấy kỳ kỳ sao? Em thấy được mà đại ca. Được gì mà được? Đẹp á, thấy. Ủa ai giống Phương con Vinh quá vậy ta? Mà thằng này mấy bữa tóc nó dơ lắm mà ta. Sao nay cắt tóc sáng láng giống xoáy ca quá vậy? Chứ không phải đâu. Xoáy ca nha. Tao đã nói mày rồi, cắt cái kiểu này làm sói ca liền, mày cứ cãi tao hoài, chán mày ghê. Trời ơi, đừng anh em còn hứng nữa mà, nói chuyện mấy đứa con gái. Đại ca yên tâm đi, em xin vô học rồi, có gì em giải quyết cho đại ca. Ừ. Nè. Dạ. Thằng nhóc này bị gì mà nó khóc thấy ghê vậy? Dạ nó mới bị từ chối rồi đại ca. Ai mà phủ phàng quá vậy? Con nhỏ Thủy học chung với đại ca đó, chung lớp luôn mà. Chung lớp với tao sao tao không biết nó? Ông có đi học ngày nào đâu mà biết nó. Hôm qua không có được chung lớp. Đúng rồi. Mày dẫn tao đi kiếm nhà đó coi nhà nó thế nào. Dạ. Cậu sao rồi? Tay đỡ hơn chưa? Tôi chép bài cho cậu xong rồi nè. Ừ, ráng nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nha. Cô, cô để cho con dọn cho lớp. Thôi, của con đó. Cô làm. Thôi cô để con. Sao nó tốt đó. Cô đi nghỉ đi. À, thôi, cô đi. Chắc là có ổn khúc gì ở đây. Ê, ăn sáng chưa? Thôi để đó tôi dọn nhanh nhanh rồi tôi xuống tôi mua đồ ăn sáng cho nha. Không thể nào vậy được. Có cần phải buồn như vậy không?
Đại ca biết vì sao mà nó bị từ chối rồi gì? Tới dáng mà nó còn sống không nổi huống chi con người. Từ chối nó là đúng, nhưng mà đâu nhất thiết phải làm cho người ta đau khổ, suy sụp đến nỗi ngồi giữa sân trường mà khóc như vậy. Nước mắt đàn ông mà đâu phải dễ dàng mà rơi đâu thấy. Để em hỏi nó cho đại ca. Vì sao mà mày bị từ chối tình cảm? Đâu có từ chối tình cảm gì đâu anh. Tại vì em học ngu, em bị chép phạt. Rồi tại vì em lười quá, em kêu nó chép giùm, nó không chịu chép. Ủa vậy là không có liên quan gì tới tình cảm luôn hả? À, không, chỉ là bị từ chối chép phạt thôi mà. Phương, đưa cho Phương nào. Thủy mua nước cho Phương đó hả? Ừ. Phương uống đi. Cảm ơn Thủy nha. Ừ. Phương sao vậy? À, nước ngon quá. Cảm ơn Thủy nha. Ê, mặt Phương đổ đầy mồ hôi nè. Trời ơi. Mồ hôi quá trời luôn rồi. Cảm ơn Thủy nha. Phương làm cái gì á? À, Thủy nè. Thủy đừng có ngại nữa. Trong lớp này giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. À bọn ơi, à bọn ơi. Nhân tiện nãy mấy bạn ra chơi á, tôi trong này tôi tập kịch tuần sau thi văn nghệ. Không đúng rồi tập kịch tôi đóng vai nữ người đang bị hãm hiếp. Ừ, tập kịch không có gì đâu, không có gì đâu. Tôi đi cắt tên nha. Không có trách nhiệm gì hết vậy. Không có trách nhiệm gì hết vậy. Lần này ta sẽ cho thằng tướng đen tấm trắng. Ê, nó tới, nó tới. Canh canh chỉ, quát nó vô nha, quát nó vô nha. Lê Tấn, Lê Tấn. Nhanh. Thủy có sao không? Thủy có sao? Tôi không có cố ý, tôi không có ý Thủy. Tôi chỉ muốn giúp Thủy là không có dính bột thôi. Có Phước không biết hưởng. Bởi vì từ ơi. Rồi. À đại ca, nhanh lên đi. Trễ ngồi thầy phát hiện là chết luôn á. Rồi đó, chuyển xong rồi lạc vụ đâu đi. Này là thiên chức của anh, làm sao em đụng vô được, mất chức anh hết. Anh phải làm mới có tấm lòng. Về đi, tụi bay về đi. Một lũ hoàng hại. Tuyệt vời. Đây ca. Đi ra đi, rất việc. Em làm cho. Không, phụ ra. Để tao làm. Thầy, coi chừng thầy. Coi chừng thôi. Em chỉ là người làm công ăn lương thôi, còn ý đồ là của anh. Cắt đi đại ca.
Phụ đi. Dạ. Phụ. Dạ dạ. Thầy đừng vô khu này thầy. Thầy đừng vô. Vô học rồi mà tụi tôi đi đâu á? Coi cái này đi rồi vô học nha. Nhưng mà nhớ là đừng có bất ngờ quá đó nha. Ở ngoài sân kìa. Có thích không? Mấy cái đứa học sinh này nè, xả rác nó xạo luôn vậy nè. Coi nè, bài bừa bãi hết trơn vậy. Cô ơi, cô để con dọn phụ chứ hả? Để cô dọn được rồi. Trời ơi, không biết ai đâu khùng điên con đống hoa rác ở đây nữa chứ. Bởi vậy con xả tùm lum mà con thấy không? Mấy đứa này thiệt. Thấy đã cái bữa mà làm cái bông hồng hoàng trái tim á là TV ở trên lầu nhìn xuống thấy hết, có chụp hình nữa đâu nữa nè. Không phải có mình nó thấy đâu, nguyên trường thấy luôn á. Là sao vậy nè? Đăng trên kênh confession của trường luôn, có cả thầy giám thị. Lão đại ngon. Ăn là có suất đi học. Con đi học nha ba. Ủa sao đi học sớm vậy? Trời, ăn sáng đi rồi đi học đại ca. Trễ giờ rồi, bây giờ tao là học sinh ngoan. Vậy thôi đại ca đi học đi, chút nữa em đi. Tính ra là mày chở tao đi luôn á. Mày cũng có đi học luôn á thôi. Thôi được rồi, ngồi ăn đi. Dạ. Lát nữa nó đi học trễ là tại mày. Thôi không, ngồi ăn đi, để nó nở ra hết. Thôi để thay đồ chở thay ra. Nó nở ra hết nè. Thôi mày có 2 phút để thay đồ. Thôi em đâu phải siêu nhân đâu. Giờ để tính cái cos x này thì áp dụng là cái tan x nhân cos x bằng 1 đúng không? Ừ. Tính là cũng dễ ha. Ừ. À, Phương nào? Ừ. Ngày mai cuối tuần rồi ấy. Ừ. Phương có rảnh không? Ừ, Phương rảnh. Vậy mai về nhà tôi chơi nha. Sẵn tiện cho ba mẹ coi mặt luôn á. À, thiệt hả? Được rồi, ngày mai Phương sẽ đến đúng giờ. Ừ. Đại ca, lão đại đụng chuyện rồi. Ở đâu vậy? Ở xóm chùa. Mày biết phải đi đâu rồi chứ? Dạ, qua nhà Thủy. Mày điên hả? Ba tao bị đánh mà mày làm cái gì? Giỡn chút cho có tinh thần quýnh lộn mà. Ba tao có gì rồi mày chịu trách nhiệm đó. Nhanh đi. Trời ơi, liên quan gì đâu trời. Ah!
Đưa ba tao ra xe đi. Rút. Đại ca, điện thoại ra đại ca nghe đi. Bữa giờ nằm viện tóc nó ra bồm sồm quá trời. Yên tâm đi, để con giúp ba. Ba nghĩ chúng ta nên từ giã giang hồ đi. Ủa sao vậy ba? Mình đang hoạt động được mà. Ba đã già, không lo gì được cho mày. Trong khi đó mày cần kiếm công việc làm ổn định. Chú Sáu mày cũng ngồi tù rồi. Dạ con hiểu rồi ba. Còn mấy cái quán karaoke ôm, đưa cho đứa khác bảo kê luôn đi. Dạ con biết rồi cha. Tao tìm mày hồi sáng tới giờ, mày còn nhớ tao không Phương? Mày hại tao tan nhà nát cửa, mày còn đẩy tao đi tù nữa. Sao mày ác như thằng chó? Hôm nay bọn tao đến tính sổ với lại tụi mày. Tụi mày muốn tính sổ á, tính sổ với tao đi. Đừng đụng đến cha tao được rồi, cha tao rút khỏi giang hồ. Tụi mày, coi kìa, coi giang hồ hết hồn kìa. Bây giờ mày chỉ nước đưa lưng cho tụi tao đánh giang hồ. Giang hồ, tụi mày, giang hồ gì mà không có đàn em. Tụi mày đánh nó. Ai nói là anh không có đàn em? Đại ca, đọc đó. Chào tất cả mọi người, các bạn muốn đẹp trai tới 30 size, hãy vào web 30size.com để đặt lịch trải nghiệm combo 7 bước với giá 100.000 tả sáng. Muốn đẹp trai thì tới 30 size. Trải nghiệm ngay combo cắt tóc làm 7 bước chỉ 100.000 đồng tại 30 Thái hết luôn, Thái chỉ đạo luôn, Thái phải hết luôn.
không? Chị có chồng chị có sao bóc tay cho chồng chị không? Chồng chị đâu BD làm thế nào đâu. Thôi xấu đây chồng chị có, chồng ai bóc bóng đâu. Anh sẽ thấy trong xe để ấm tiết ra. Đáp là con cuối này thì đúng không ạ? Và anh muốn muốn đến bên em. Và anh muốn muốn nói yêu em. Mắt cay mắt quá. Đại ca. À, mày vỗ tay không? Mày vỗ tay không? Ăn thiệt tốn gì mà vỗ tay nữa. Mày quậy nè mày ơi. Mày ăn thiệt tốn gì sợ bỏ mẹ còn vỗ tay. Cho tao quýnh hay gì không nội. Thôi lại đâu cậu giống không đá cái cây đó xuống rồi tôi làm mà sao anh giống rồi đi về thôi. Đây mình có thể thử đây đây người thiết kế mình sẽ thử với người thiết kế đâu nhìn vậy thôi chứ bình thường lòng tiếng gỗ vô nhớ lòng tiếng gỗ vô da là lòng tiếng tuột 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 bỏ tôi quá trời, hết đó giờ tôi đâu đóng vai giật bộ đó đâu trời. Cứ giờ đóng vai chơi gái bao giờ luôn á. Bỏ tôi quá trời. Vừa có chút bạn ơi rồi này đại ca bạn ơi. Hãy giấu nữa.